Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố chương trình bình ổn thị trường năm 2015, Tết năm 2016. Chương trình năm nay tiếp tục thực hiện theo hướng xã hội hóa, không sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Có thể nói, chủ trương xã hội hóa nguồn vốn bình ổn thị trường những năm qua đã tạo bước chuyển mới cho chương trình và giúp chương trình vượt ra khỏi phạm vi của thành phố, tiến tới hỗ trợ các địa phương lân cận cũng như cả nước bình ổn thị trường. Cuộc trao đổi sau đây của chúng tôi với bà Lê Ngọc Đào, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về điều này. Thưa bà, có thể nói chương trình bình ổn thị trường thành phố qua các năm thì đã phát triển theo hướng xã hội hóa ngày càng sâu rộng hơn. Vậy thì ở đây là sự phát triển tất yếu hay là có định hướng chủ trương của thành phố ngay từ đầu ạ? Chương trình bình ổn thị trường của thành phố năm nay là năm thứ 14 được triển khai. Thì qua từng năm phải nói là lãnh đạo thành phố luôn đúc kết những cái kinh nghiệm và rút kinh nghiệm trong cái quá trình triển khai để ngày càng hoàn thiện hơn. Và như vậy thì 3 năm nay chương trình là thực hiện xã hội hóa, không còn ứng vốn từ ngân sách nhà nước nữa. Thì cái việc mà phát triển của chương trình bình ổn thị trường, định hướng của bình ổn thị trường của thành phố, phải nói rằng là thành phố thực hiện rất là quyết liệt và luôn bám sát cái chương trình để là có những cơ chế chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp. Bởi vì muốn bình ổn được thị trường thì nguồn hàng phải đảm bảo cung và cầu. Và với một cái quy trình sản xuất phải khép kín thì giá cả thì mới tốt được. Cho nên là thành phố trong nhiều năm qua khi triển khai chương trình thì đều có những cái chương trình nhánh như chương trình chăn nuôi, hỗ trợ nguồn hàng, chương trình phát triển hệ thống bán buôn bán lẻ, chương trình kích cầu, nói chung là nhiều chương trình nhánh để hỗ trợ doanh nghiệp. Thì đến nay thì doanh nghiệp trong chương trình không những là đã sản xuất được cái nguồn hàng hóa cung ứng cho thành phố mà có thể là cung ứng đi các tỉnh lân cận. Và với cái chương trình này thì 3 năm nay thành phố đã thực hiện triển khai cái xã hội hóa là không sử dụng từ vốn ngân sách mà mở rộng cái thành phần tham gia là có ngân hàng tham gia với cái lãi suất tốt để là hỗ trợ cho doanh nghiệp tham gia chương trình. Thưa bà, vậy thì việc tham gia của các đơn vị xã hội hóa thời gian qua đã góp phần như thế nào cho thành công của chương trình bình ổn thị trường ạ? Khi thực hiện xã hội hóa có ngân hàng tham gia thì phải nói là chương trình từng bước đã tạo được một cái tính chủ động cho doanh nghiệp trong cái sử dụng đồng vốn. Thứ nhất là tiếp cận được cái nguồn vốn là với lãi suất tốt. Cái thứ hai là chủ động hơn đối với nguồn vốn của mình. Như trước đây khi ứng vốn ngân sách thì ngân sách thành phố giảm dần từ 400 tỷ xuống còn trên 200 tỷ thôi cho là gần 60 doanh nghiệp. Thì hiện nay đối với cái nguồn vốn mà ngân hàng đăng ký tham gia cho doanh nghiệp vay là khoảng 8.300 tỷ. Thì như vậy là doanh nghiệp có điều kiện là vay cái nguồn vốn với lãi suất phù hợp để là đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh và phát triển hệ thống phân phối. Thứ ba, năm 2015-2016 thì chương trình bình ổn thị trường sẽ tiếp tục phát triển theo hướng xã hội hóa như thế nào ạ? Năm nay đối với chương trình thì qua rút kết của 2 năm vừa rồi khi thực hiện xã hội hóa, thì năm 2015 thành phố là mở rộng các thành phần doanh nghiệp tham gia, có nhiều doanh nghiệp tỉnh nếu đáp ứng đủ cái điều kiện, đủ cái tiêu chí của chương trình thì đều được tham gia. Trước đây thì chỉ có doanh nghiệp thành phố thôi, nhưng mà 2 năm gần đây khi thực hiện xã hội hóa thì chúng tôi là để đa dạng về cái nguồn hàng cũng như là tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có điều kiện cung ứng hàng hóa, thì thông qua chương trình hợp tác thương mại thì chúng tôi đã đầu tư phát triển sản xuất ở các tỉnh. Và bên cạnh đó phát triển hệ thống phân phối ở các tỉnh. Thưa bà, thời gian qua thì tình hình giá cả trong nước đã tương đối ổn định, CPI tăng thấp trong nhiều tháng vừa qua. Và vậy thì vai trò của chương trình bình ổn thị trường trong giai đoạn này thì có khác gì so với những giai đoạn mà lạm phát tăng cao trước đây ạ? Trong cái giai đoạn hiện nay, cái bình ổn thị trường đã tạo cái nguồn hàng đảm bảo cân đối được cung cầu. Và có thể là không những cho thành phố mà còn cả khu vực. Thì chúng tôi định hướng làm sao là giúp cho doanh nghiệp bình ổn ngày càng phát triển, nâng cao về chất lượng cái sản phẩm và có thể là giúp cho doanh nghiệp bình ổn là xuất khẩu. Năm 2014, thông qua hệ thống thương mại của Sài Gòn Coop cũng đã xuất khẩu hàng đi qua cái Singapore rất là nhiều mặt hàng. Rồi là như là Lotte cũng là giới thiệu hàng Việt là gần 100 nhà cung cấp và đưa hàng qua hệ thống Lotte của Hàn Quốc. Rồi Bixi, nói chung là chúng tôi khuyến khích cho các cái doanh nghiệp bình ổn hiện nay không những phục vụ cho thị trường nội địa mà hướng tới là cái xuất khẩu, là nâng cao về cái chất lượng hàng hóa nữa. Xin cảm ơn những chia sẻ của bạn.